cường ác lành. Quý Phật chánh nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha nu bhavana sada sathe bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nu bhavana sada sathe bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha nu bhavana sada sathe bhavantu te Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự hạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Tế Siêu, Hòa thượng Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Dạ, kính cảm ơn cô Như Pháp. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại. Bài học hôm nay môn học Pali Pháp Cú một cá quắc cá cày xuống năm duyên sự. Phật thuyết bảy ngày trú ở Chê-ta-quán-ná gần thành Sa-quát-thí, do câu chuyện mối thù truyền kiếp giữa cô tiểu thư Sa-quát-thí và nữ Yasoa Kali. Câu chuyện bắt đầu từ kiếp quá khứ. Một thôn trưởng nọ có hai vợ cả không sanh con, nên ông thôn trưởng cưới thêm vợ thứ. Khi cô vợ thứ mang thai, cô vợ cả vì sợ mất quyền lợi nên đã đánh thuốc thứ, khiến nàng bị sảy thai. Lần thứ hai, cô vợ thứ cũng bị hại. Lần thứ ba, thì cô vợ thứ và thai nhi đều chết. Cô vợ thứ quan trái và nguyên trả thù, chết xâm lầm con mèo cái. Cô vợ cả sau đó bị chồng đánh chết, sanh làm con gà mái. Vì con mèo cái phá hư hai đợt trứng, và lần thứ ba thì con mèo xé xác con mái. Con gà mái cột quan trái với con mèo cái, sanh làm con beo cái. Còn con mèo cái chết sanh làm con nai cái. Kiếp đó, con nai cái bị con beo cái giết hại lần vô con. Đến lần thứ ba thì beo cái giết luôn cả con nai mẹ. Con nai cái cột thù hận, chết sanh làm nữ dạ xoa ca lý. Giờ con beo cái chết sanh làm cô tiểu thư thần sa quách thi. Cô tiểu thư lớn lên lấy chồng. Khi
sanh đứa con đầu lòng thì Dạ So đến ăn thịt đứa bé. Năm sau, Tử Thư sanh con thứ hai cũng bị nữ Dạ So đến bắt đi. Đến khi sắp con thứ ba, thì cô Tiểu Thư trốn đi về nhà mẹ ruột để sanh đẻ. Khi bé con nhỏ trở lại nhà chồng, trên đường về ngang qua chùa Chê Táo Quá Ná, nữ Dạ Xoa xuất hiện. Cô Tiểu Thư sợ hãi bế con chạy vào chùa cầu cứu giới Đức Phật. Gặp lúc Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho hội chúng, nàng Tiểu Thơ đặt đứa bé xuống đất trước mặt bậc đạo sư cầu cứu. Nữ Dạ Xoa Kali không dám xông vào chùa, còn đang đứng ngoài cổng. Đức Phật bảo Tôn giả Ananda ra gọi nữ Dạ Xoa vào. Nữ Dạ Xoa đi vào trước mặt Đức Phật, không dám manh động. Đức Thế Tôn đã dạy rằng hai người thù hận từ các kiếp quá khứ, cứ lấy quán báo quán thì biết đến kiếp nào oán thù mới tiêu tan. Rồi Ngài thuyết kệ ngôn: hận thù diệt hận thù, ở đời không thể có, vân vân. Dứt pháp thoại, nữ Dạ Xoa Kali đắc quả dự lưu. Từ đó sự quan trái giữa họ được chấm dứt. Chánh văn: Ná khí quê rê ná quê ránh ní xăm măng ti thá cú đa chá năng á quê rê ná chá xăm măng tí ê xá thăm mô xá năng tá nô thăm mà đá năm. Thích văn: Ná u định từ, bất biến từ, không, không có, chẳng có. Hí, bất biến từ, bởi vì thật vậy, quá vậy. Quê rê ná, sử dụng cách số ít của danh từ trung tính, quê rá, với sự thù hận, bằng sự thù hận, dùng hận thù. Quê ra ní, chủ cách số của danh từ trung tính, quê rá, những hận thù, những quan trái. Sammanti thá, hợp âm Sammanti, ý thá. Sammanti, động từ hiện tại ngôi thứ ba, số nhiều. Sammanti, sam, cộng á. Lắng yên, dẹp yên, vui, hóa giải. Ý thá, trạng từ, ở đây, đời nay. Ná cú đa chánh năng, không khi nào. Áo quê rê ná, sử dụng các số ít của danh từ hợp thể áo quê rá, ná cộng quê rá, với sự không thù hận bằng sự khoan dung. Ê xá, hình thức biến đổi của ê xô, chủ cách số ít chỉ thị đại từ ê tá, đó, cái đó, điều đó. Tham mô, chủ cách số ít của danh từ nam tính, tham má, pháp, quy luật, lẽ tự nhiên. Xá năng tá nô, chủ cách số ít của tính từ, xá năng tá ná, cổ, thời cổ, xưa cũ, xưa nay. Diệt văn, hận thù, diệt hận thù, ở đời không thể có, không hận diệt hận thù, đó là lẽ xưa nay. Pháp cuốn năm, chuyển văn: Ý thá hí, ná cú đa, chán năng, quê ra, ní quê rê ná, sấm, á quê rê ná, chá xăm manh tí, ê xô, xá năng tá nô thăm mô. Ở đời, thật sự không khi nào có hận thù được hóa giải bằng thù hận, chỉ có hóa giải bằng sự khoan dung thôi. Đó là quy luật xưa nay. Lý giải: lửa đang cháy mà cứ đổ dầu vào để dập tắt thì không thể làm cho lửa tắt. Cũng như đôi bên kết quan trái cứ nghĩ phải trả thù thì lửa thù hận không bao giờ lắng yên. Muốn lửa tắt thì đừng đổ thêm nhiên liệu hoặc dùng chất không cháy như nước,
hay cát mà đổ vào lửa. Cũng như thế, dùng tấm lòng khoan dung, không hận thù, không trả thù thì lửa thù hận sẽ tắt. Trong Phật giáo có bốn phạm trú, tức là tâm từ, metta, tâm bi, karuna, tâm hỷ, mudita, tâm xả, upekkha. Người nào tu tập và an trú với bốn đức tính ấy sẽ trừ diệt được sân hận, não hại, ghen ghét, cố chấp. Đó là cách hóa giải thù hận. Biên soạn giáo trình tùy theo tệ siêu. Sau đây chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu thuyết giảng bài học hôm nay. Kính thỉnh Hòa Thượng. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Hòa Thượng Nhất Đẳng. Cả mình cùng Chư Tịnh Đức trong rung từ chào tất cả quý thu nữ quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thương vị, hôm nay chúng ta học đến câu cuốn số 5. Nahi virena virali sammanti takuda chanam avirena chasammanti esa thambo sanantano. Hận thù diệt hận thù, ở đời không thể có không hận diệt hận thù, đó là lẽ xưa nay. Với cái câu kệ pháp cú này, khi mà chúng ta chúng thành văn xuôi để cho nhìn vào, chúng ta biết được mặt văn thì chúng ta chuyển như thế nào. Itahi ở đời thật sự nakuda chân năng là không khi nào có. Quê ra ní, quê rê ná xa mạnh ký, hận thù quá, được quá giải bằng thù hận. A quê rê ná cha xa mạnh ký, chỉ có quá giải bằng sự khoan dung thôi. Đó, ê sô sa năn ta nô tham mô, đó là quy luật xưa nay. Ở đây thưa quý vị, khi chúng ta sắp xếp cái mạch phân xuôi thì bao giờ chúng ta cũng để tỉnh từ ở phía trước cái danh từ mà đã định tính. Thí dụ như trong bài kệ nói rằng Esthambo Sanantano, thì chữ Sanantano đó nó là tỉnh từ của cho cái chữ Thambo, cho nên chúng ta phải đặt phía trước Sanantano Thambo. Và vì cái âm vận trong bài kệ cho nên chữ Eso thành chữ Esat, Esat Thambo. Nhưng khi chúng ta chuyển thành vơ xuôi thì chúng ta phải trở lại trạng thái ban đầu, tức là Eso. Còn cái mạch văn trước chúng ta có thể sắp hai cái trường hợp. Một là Virani Virena Samanti, các cái thù hận được quá giải bằng thù hận,
Tahi Nakuda cho năng. Thật sự ở đời không thể có, không khi nào có được. Hoặc là chúng ta nói thật sự ở đời không khi nào có hận thù được hóa giải bằng thù hận. Avirena Chesamanti. Thực ra thì chỗ này nếu như mà chúng ta phải thêm đó, thì chúng ta nói rằng Avirena Avirena Chesamanti, chúng ta phải thêm. Nhưng mà thêm cái đó thì nó lại dư chữ ở trong cái bài kệ, cho nên chúng ta không thêm vào đó mà mượn cái chữ quê ra ní ở phía trước để xài. Cho nên hai cái vế mà quê rê ná samatí và a quê rê ná cho samatí thì chúng ta sẽ chung được một động từ, cũng dễ thôi thưa quý vị, không có khó. Đức Phật ngài thuyết hai cái ngài thuyết cái bài kệ số 5 này trong một cái câu chuyện về mối thù truyền kiếp giữa nàng tiểu thư Sau Thí và nữ già xoa Kali. Ở trong quá khứ họ cứ quan trái với nhau mãi như vậy, bắt đầu từ cái kiếp mà một vị thôn trưởng có hai người vợ, người vợ cả Quỳnh Trà, Quỳnh Trà Ít Thi, tức là cái người ở trong tiếng Hán người ta dịch là thập nữ, mà chuyện chữ Quỳnh Trà Ít Thi á có nghĩa là cái người phụ nữ mà người đàn bà mà hiếm muộn. Người phụ nữ hiếm muộn là người phụ nữ không thể sanh con được. Và vì người vợ cả là người đàn bà hiếm muộn không có sinh con, cho nên buộc lòng thôn trưởng vì để có con nối dõi tông đường, cho nên ông ta đã cưới một cái người, cưới thêm một người vợ bé, người vợ thứ. Và khi mà cô vợ thứ có mang thai thì mới tâm sự với cái cô vợ cả, ổ thật thà gì. Thì cái người vợ cả mới suy nghĩ rằng nếu mà ả này sanh con cho chồng ta thì chồng ta sẽ thương yêu nó, và ruồng rẫy ta. Như vậy thì có thể ta sẽ không còn cái quyền hạn gì ở trong nhà nữa. Cho nên người vợ cả rất tâm hãm hại, mới bỏ thuốc độc vào thức ăn. Và cô vợ bé, cô vợ thứ không có hay. Khi cô ta dùng thức ăn có tẩm độc
để cô ta bị sảy thai. Đến lần thứ hai thì cái cô vừa thứ cô cũng thành thật, cô báo cho cô vừa cả biết cô đã có mang thai. Thì cô vừa cả lần này cũng đánh thuốc độc nữa, chồng sớm biết được cái chuyện đó mới nói riêng với cô vợ thứ là có thể ở trong nhà cái cô vợ cả có ác độc, cho nên nếu mà chị lần sau mà có mang thì chị im lặng đừng có báo. Thì thưa quý vị, đến lần thứ ba, khi mà cái thai bào nó đã lớn và nó lộ ra, cái cô vợ thứ cũng có cái bụng to, thì lúc bây giờ cô vợ cả mới phát hiện ra. Thì cô ta mới nấu sắc thuốc gọi là thuốc dưỡng thai ngon ngọt cho cô vừa thứ cô uống, không phải cô uống vào cũng không những là thai nhi chết trong bụng mà cả cái cô vừa thứ cũng chết. Và trước khi chết thì cô vừa thứ cũng quan trái, không biết được gì của quan trái, kiếp sau cô sẽ trả thù, còn chết sẽ là con mèo. Còn cái cô vợ cả thì khi mà ông chồng điều tra ra được là 2-3 lần đánh thuốc độc làm hại cái đứa con ở trong bụng của người vợ bé ông ta, và cuối cùng cái cô bé vợ bé cũng chết, cho nên người chồng tức giận cái mụ đàn bà ác độc mới đánh cho đến chết. Thì cô ta chết, cô ta sẵn là làm con gà mái. Rồi cái kiếp đó đó, con mèo cái ở trong nhà vì nó có sự quan trái, cho nên nó đã phá vỡ, nó đã phá hư hai đợt trứng, và lần thứ ba thì con mèo đó nó giết luôn cả con gà mái. Con gà mái nó cũng còn quan trái với mèo cái, nó còn quan trái trở lại nó sanh làm con mèo cái. Và con mèo cái chết sanh làm con nai cái. Thì như chúng ta đã biết là cái loài hổ báo là cái loài ăn thịt, cho nên nó gặp nai quẳng thì đó là miếng mồi của nó vồ. Thì kiếp đó con beo nó đã hai lần vồ thịt nai con khi mở nai cái đẻ ra. Lần trước một đứa cũng bị nai nó ăn, lần sau đẻ ra một nai cái nai nữa, khi nai còn yếu đi chập chững thì con beo nó lại vồ ăn. Đến lần thứ ba thì nó vồ luôn cả con nai mẹ.
không chịu dừng lại ở đây. Con đại cái nó mới cột con trái chết sang làm nữ về xoa Kali, và con beo thì nó chết sang làm cô tiểu thư thành sau thi. Đến cái kiếp đó cũng còn có sự quan cái. Dạ xoa Cơ đi, nó để ý cho đến khi mà nàng tiểu thư đó sanh được đứa con đầu lòng thì nó đến được hóa ra là một người bạn, bạn gái của cô tiểu thư rất là hiền, hiền lành, và nó ẵm đứa bé để nó đựng niệu, rồi nó ẵm đi luôn, nó ăn thịt luôn. Đến khi cô tiểu thư sanh con lần thứ hai đó thì Gia Xoa cũng bằng cách đó ở đến bắt đứa bé và để ăn. Thì ở trong chú giải nó nói rằng đến lần thứ ba đó, khi mà cô tiểu thư của mang cũng mới nói với chồng là hai lần trước ở đây chúng ta đã mất hai đứa con rồi, bây giờ thì sanh con lần này anh hãy đưa em về một cái ngôi làng ở ngoại thành, nhà của cha mẹ ruột nàng, để sanh nở. Và âm thầm hai vợ chồng về nhà cha mẹ vợ. Và trong thời gian này thì nữ Dạ Xoa Kali nó bận phục vụ cho Vishakuna, thì vườn Vishakuna, một trong bốn đại, một trong tứ đại thiên vương. Thì thế nó không có biết được. Đến từ xong việc rồi đó thì bắt đầu anh nữ Dạ Xoa Kali mới tìm hiểu và biết được cô tiểu thư đã sanh được đứa con thứ ba. Và trong thời gian đó thì mọi việc bình yên. Đến lúc mà người chồng của cô tiểu thư đưa hai mẹ con về trở lại thành Sawatthi, thì đang trên đường đi gần đến thành Sawatthi, đi ngang qua cổng chùa Chetawana, thì Dạ Xoa xuất hiện. Cô tiểu thư cũng sợ quá, cô không còn nhớ nghĩ đến người chồng, để chồng đó và cô ta ẵm cái con trẻ túc vô trong chùa. Gặp lúc Đức Phật đang thuyết pháp cho mọi chúng thì cô ta đã đặt đứa bé ở phía dưới đất trước mặt ngài và xin cầu cứu Đức Phật cứu đứa bé. Đức Phật đã biết rõ mọi chuyện, cho nên ngài bảo tôn giả Ananda ra ngoài cổng chùa kêu Dạ Xoa Kali vào. Để thứ gì? Là bởi vì Dạ Xoa tại sao không dám vào trước, không dám rượt đuổi vô tới trong? Là tại vì có chư thiên đại hộ pháp canh giữ ở phía trước cửa, không có cho Dạ Xoa nó đi vào.
Đến khi mà nghe lệnh của Đức Phật thì chư thiên họ cho vào. Và khi mà vào đến nơi rồi thì Dạ Xoa đứng đó, Đức Thế Tôn Ngài mới nói rằng: nếu mà dùng hận thù để hóa giải hận thù thì không thể nào hận thù được, nguôi ngoai được, yên lặng được, lắng yên được. Các ngươi đã qua trái với nhau từ ở trong quá khứ, nếu mà trong kiếp hiện tại này mà không gặp được Như Lai thì cái sự hận thù của các ngươi trong tương lai sẽ diễn biến ra như thế nào nữa đây? Rồi Đức Phật này cho biết là trong tương lai còn nhiều cái sự qua trái khác, như là sanh làm cú, làm quả vân vân, nó cũng thù hận tùy kiếp. Rồi Đức Thế Tôn Ngài nấu lên bài kệ này, bài kệ Pháp Cú số 5. Sau khi nghe xong pháp thoại, nữ Dạ Xoa Kali đắc quả dự lưu. Và khi biết được Dạ Xoa Kali đã trở thành cái bậc sơ quả, thánh sơ quả, tâm không còn làm ác hãm hại nữa, thì Đức Phật Ngài bảo thì cô tiểu thư đó trao đứa bé cho Dạ Xoa nó bồng. Lúc đầu thì cô tiểu thư cũng sợ lắm, nhưng mà vì có Đức Phật ở đó cho nên cô ta cũng tạm thời yên tâm, mới trao cho đứa bé, trao đứa bé cho Dạ Xoa. Nữ Dạ Xoa bồng đứa bé nựng niệu một hồi trả lại. Thì câu chuyện nó còn kéo dài thêm một chút nữa thưa quý vị. Sau đó nữ Dạ Xoa mới khóc. Thì Đức Phật hỏi tại sao khóc. Thì nữ Dạ Xoa mới nói rằng: từ nay về sau con không thể bắt người để mà ăn thịt được, như vậy lấy gì sống? Thì cô tiểu thư này cũng tốt bụng, cổ mới nói rằng để cô đem về nhà cô cung phụng. Thì nữ Dạ Xoa nói rằng: tôi không thể ở chung ở trong chỗ đông người chứ với loài người được. Thì cô tiểu thư cũng có một cái thửa ruộng ở ngoại thành, cũng cất lên một cái lấy cá để cho Dạ Xoa ở đó. Và chính Dạ Xoa này nghĩ rằng cái cô bạn gái của ta đã cấp dưỡng cho ta, ta phải trả ơn, cho nên nữ Dạ Xoa đó đã tư vấn cho cô tiểu thư biết năm nay lúc nào mưa, lúc nào hạn, phải gieo trồng cái gì vân vân. Cho nên các cái vụ mùa đồng áng của gia đình cô tiểu thư thì nó lúc nào cũng bội thu cả. Dân làng thấy như vậy đó mới hỏi, thì cô tiểu thư của thành tận nói: tôi cô bạn là nữ Dạ Xoa Kali đã báo trước cho tôi biết phải như vậy vậy, cho nên mọi người từ đó về sau họ cứ đem thức ăn đến để họ cúng cho nữ Dạ Xoa Kali ở ngoài đồng, rồi xin nữ Dạ Xoa chỉ bảo cho họ mùa màng trồng trọt theo vụ, theo thời tiết. Và cứ như thế mà
cho đến khi mà mãn tuổi thọ thì tái sanh là cảnh giới khác, tái sanh được cõi trời. Thì nhắc lại cái câu chuyện nó hơi dài một chút xíu để cho quý vị nghe cho đủ, nhưng mà chúng ta dừng lại ở chỗ là kể từ khi mà nữ già xoa Kali về bỏ tu đồ quần rồi đó, không còn cái sự thù hận quan trái với cô tiểu thư, cho nên cô tiểu thư cũng giải tỏa sự quan trái đó luôn. Ở trong đời này thưa quý vị, có người ta một khi đã bị kẻ khác, kẻ thù làm hại thì người ta sẽ còn con trái người ta tức giận, người ta chỉ mong làm sao gặp giết chết được kẻ thù để mà trả cái mối hận đó. Thì bên kia kẻ thù của mình khi mà nó bị giết hại nó cũng tức giận và nó còn con trái, và cứ qua lại như vậy đó thì không bao giờ có được lắng yên cái sự hận thù. Thật ra thì thưa quý vị, chúng ta học thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta nghe xong chúng ta dễ nói lắm, không hận diệt hận thù, đó là lẽ từ ngày xưa. Đó là lẽ xưa nay. Nhưng mà thực ra thì nó khó lắm chứ không phải là dễ. Chúng tôi nói khó lắm. Bởi vì mỗi khi mà chúng ta nhớ đến cái gương mặt của kẻ thù nó hiện ra ở trong đầu của mình, để chúng ta khó kiềm chế được cái tâm sân. Chúng ta cứ tưởng tượng là sẽ ăn tươi nuốt sống nó, muốn cho hả giận, mới hả giận được. Mà nếu mà chúng ta có học pháp, chúng ta biết sợ nhân quả, nghiệp báo, sợ quan trái, thì bây giờ chỉ có cách là chúng ta bỏ đi, chúng ta đi làm việc khác, chúng ta tránh đừng gặp mặt họ, thì như vậy mới yên. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ đối diện thì khó lắm. Ngày xưa hoàng tử đi khâm vu, con của đức vua đi khất ti xứ Cô Sa Lá ở trong quá khứ, Cô Sa Lá quá khứ như vậy, Cô Sa Lá hiện tại. Vua xứ Cô Sa Lá là đi khất ti bị vua Varanasi là Brahmadatta tàn sát, xâm lăng và giết vua Dikati để mà cướp được Giang Sang. Vua Dikati dặn người con là đừng có trả thù, bỏ đi, nhưng mình miễn sao trốn thoát được để giữ được thân mình và trong tương lai tìm cách để làm nên nghiệp lớn được rồi. Hoàng tử đi khắp vua tôi bị nuôi hận ở trong lòng, mặc dù lời cha dặn như vậy nhưng mà cũng ấm ức lắm. Và hoàng tử cải dạng làm một người làm vườn,
xin vào làm vườn cho đức vua Brahmadatta. Và hoàng tử đi phu Khavu rất giỏi và bản chất hiền lành, tỏ ra bản chất hiền lành và làm việc siêng năng cần cù, cho nên vua Brahmadatta tín nhiệm và dần dần cho thân cận làm cận vệ. Một ngày kia đi Khavu cùng với vua Brahmadatta đi săn bắn ở trong rừng. Lúc mà vua buổi trưa vua nghỉ nằm gối đầu trên bóc vế của hoàng tử đi Khavu, cơ hội đã đến. Hoàng tử đi Khavu rút một cái đoạn đao định giết chết kẻ thù, nhưng vừa khi đó nhớ lời cha dạy thì hoàng tử đã ngừng tay. Ngay trong lúc đó thì vua Brahmadatta đã thức giấc và thấy tình hình như vậy thì vua Brahmadatta mới hỏi chuyện, thì hoàng tử đi Khavu mới thú thật mình là con trai của đức vua Dikati, nhưng vì nhớ lời cha dạy cho nên khi nãy đã kềm lòng được và không có giết vua. Vua Brahmadatta rất là cảm động và trả lại cái vương quốc Kosala cho hoàng tử đi Khavu làm vua. Thưa quý vị, chúng ta đọc qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy trước kẻ thù mà giữ được cái tâm bình tĩnh và khoan dung như vậy đó, phải nói chỉ có bậc đại nhân, đại trí mới có thể làm được, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên nhắc ở đây Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta có cái nỗi ấm ức ở trong lòng, bực tức ai đó, quan trái ai đó, chúng ta khó giải tỏa được, thì chúng ta đừng nghĩ rằng là Đức Phật đã dạy chúng ta một pháp mà chúng ta không thể nào thực hành theo được. Chúng ta đừng nghĩ vậy. Chỉ có mình, chúng có một mình là mình không thực hành theo được thôi, chứ xưa kia đó biết bao nhiêu những người có cái tâm ý mạnh mẽ, họ có thể chiến thắng được chính bản thân mình để làm cái công việc quá dễ hận thù. Chứ còn nếu mà hận thù, dùng hận thù để quá dễ hận thù thì ở đời thì không thể nào có được, không thể nào có được cái sự quá giả hận thù. Hận thù càng thêm trọng chất. Cũng ví như là lửa đang cháy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đổ dầu vào để chúng ta dập tắt lửa thì không thể nào được. Lửa đang cháy, người ta cứ hốt một thúng lá, người ta đổ đè lên lửa, nghĩ rằng để cho lửa tắt, nhưng không. Cái ngọn lửa nó sẽ làm khô lá và nó bốc cháy còn dữ dội hơn được. Cho nên không thể nào mà chúng ta dùng cái chất dễ cháy đó để mà chúng ta dập tắt lửa được, cũng như không thể nào dùng hận thù để mà chúng ta làm lắng dịu cái sự hận thù, cái sự thù hận được. Khi
khi lửa cháy như vậy thì mình dùng cái chất không có cháy để dập tắt lửa, chẳng hạn như là nước hay là cát. Để đè lên lửa, phủ lên lửa thì lửa nó sẽ tắt. Cũng như thế đó, mình phải dùng cho tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, có những cái bài kinh tụng mà ngày xưa ngài hòa thượng Thiện Sử ngài viết và tóm tắt để cho học theo cái cách và chúng ta tụng rải tâm từ đó, nguyện cho tất cả chúng sanh trọn đặng an vui, xa lìa khổ não, hỷ xả các điều quan trái, xin được làm khổ cùng nhau. Mặc dù chúng ta đọc như vậy nhưng mà thật sự khi mà chúng ta dẹp bỏ được cái mối hận ở trong lòng, nó không phải bằng cái lời chúng ta tụng niệm đó mà có thể được. Nó khó lắm thưa quý vị, nhất là cái sự quan trái truyền kiếp từ quá khứ, bây giờ lại khó dập tắt nữa bởi vì nó đã ngấm ngầm lâu rồi. Thế thì bây giờ nếu có cái sự quan trái, cái sự thù hận khởi lên giữa mình và người đó thì chúng ta hóa giải bằng cái sự không thù hận bằng cách như thế nào? Ở đây thưa quý vị, chúng ta có nhiều cách, nhưng mà trong đó chúng ta thấy rằng những cái cách mà chúng ta tu tập để chúng ta có thể làm ngơ trước cái sự thù hận, cho cái sự thù hận, cái lửa thù hận đó nó dập tắt rồi. Thì thứ nhất là chúng ta nên suy nghĩ có lợi ích gì khi mà mình trả thù. Nó chỉ cột thêm cái sự quan trái thôi. Chúng ta suy nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ đến cái điều lợi ích và cái điều không có lợi ích để chúng ta dẹp cái sự quan trái. Thứ hai nữa là chúng ta suy xét đến cái chết. Chúng ta nghĩ rằng là tưởng tượng như là mình chết bất cứ lúc nào, cái sự chết nó đến mình rất là dễ. Có thể là một ngọn gió độc làm cho ta chết được, một miếng vật thực độc có thể làm cho ta chết được. Ta có thể té ngã và chết, hay người khác có thể hại ta là ta chết. Tôi có nghĩ đến cái sự chết thì nghĩ rằng bây giờ mình hại
mình làm hại kẻ thù cho nó hả giận, nhưng mà trước sau mình cũng chết, mà chết mang thêm cái nghiệp nữa thôi, bỏ đi. Đó là một cách. Một cách khác nữa là chúng ta phải biết đình chỉ tư duy. Đình chỉ tư duy tức là chúng ta mới chặn đứng cái tư tưởng hận thù quan trái. Lúc mà mình đang khởi lên cái tâm bực tức, tâm tức giận, lúc đó chúng ta phải kịp có chánh niệm để chúng ta ghi nhận cái tâm sân mình đang sinh khởi. Ngay lúc đó im lặng, nhìn thẳng vào cái gương mặt của mình, chúng ta cảm nghe cái sức nóng từ ở trái tim của mình nó sôi lên. Chúng ta cứ ngồi lắng nghe như vậy. Một lần buổi sáng cũng chưa diệt được, chúng ta phải lặp lại lần thứ buổi trưa, lặp lại buổi tối, lặp lại ngày này qua ngày khác. Chúng ta cứ ngồi và chúng ta lắng nghe, chúng ta chánh niệm, chúng ta chú ý. Thì khi mà làm như vậy là chúng ta sẽ ở đình chỉ tư duy, chặn đứng là được. Ở trong cái bài kinh đình chỉ tư duy Trung Bộ, quý vị nên xem lại cái chỗ đó, nó có nhiều cách. Còn một cái phương pháp khác nữa là chúng muốn dẹp bỏ cái mối hận thù, đừng để cho nó ám ảnh chi phối mình, thì bằng cách chúng ta tìm cho mình một cái công việc để chúng ta làm. Dầu cho chúng ta làm cho đến lúc kiệt sức, chúng ta vẫn làm. Thậm chí Đức Phật này còn dạy rằng nếu như tìm cái tâm sân không được đó, thì này các tỳ kheo hãy đi rời khỏi kẻ thù, đi thật xa vào trên đường sâu rồi la lên, hét lên ở giữa đường sâu cho nó hả hơi giận đi. Thì như vậy đó, thì cũng còn có thể giúp cho cái tâm mình nó lắng yên được. Sự thật khi mà chúng tôi nói cái điều này ở đây, các vị đừng nghĩ rằng là chúng tôi nói bằng lý thuyết. Có những cái tâm sự mà chúng tôi không có muốn trình bày, không có muốn nói ra. Trong suốt 10 ngày qua đó, chúng tôi đã gặp một cái tình huống mà chúng tôi phải cố gắng chúng tôi dẹp bỏ qua một bên, dẹp bỏ cái gương mặt của người làm hại mình, ánh mắt của người làm hại mình phải dẹp bỏ qua một bên. Nhưng mà khó chứ không phải chuyện dễ. Hằng đêm như vậy đó thưa quý vị,
chúng tôi phải nằm và chúng tôi phải hết nằm rồi chúng tôi ngồi dậy, chúng tôi ôm dẫm từng chương, từng phẩm pháp cú cho đến khi ngủ thiếp đi thôi. Cho nên chúng tôi mới nói rằng là dùng không hận để quá giải hận thù, cái chuyện đó nếu mà chúng ta không phải là một người đã thuần thục ở trong cái việc tu tập mà chúng ta còn non tay ấn thì chúng bị nó không phải dễ dàng, chứ không phải dễ dàng thế nào. Cho nên chi Phật pháp thì chúng ta học, nhưng mà rồi những lúc nào mà chúng ta ứng dụng ở trong cuộc sống, chúng ta ứng dụng khó đó, thì chúng ta chịu khó là kiên nhẫn, hoặc là chúng ta nhờ những bạn đồng phạm hạnh có trí hay những bậc thầy có trí để chia sẻ với chúng ta, an ủi chúng ta, và chúng ta cố gắng thì chúng ta đừng tạo cái ác nghiệp, đừng tạo cái sự quan trái tiếp tục nữa. Bởi vì hiện tại cho dù chúng ta được hạ lương dần, nhưng mà rồi trong tương lai cái sự quan trái đó, cái lửa hận thù đó tiếp tục dị khởi, thì chúng ta phải sẽ phải sống đau khổ dài dài trong kiếp luân hồi. Cho nên chúng ta tự mỗi người chúng ta phải biết cách có người họ nói rằng là chúng tôi chỉ sống được trong khoảng 7-8 năm nữa thôi, chúng tôi cũng lấy cái lý do đó để chúng tôi chấn chỉnh cái tâm của mình. Kệ mình sống không được bao lâu, bây giờ mình lo mình làm chuyện gì có lợi ích cho Phật pháp, có lợi ích cho chúng sanh, có lợi ích cho chính bản thân mình, tạo nhiều cũng đức được rồi, mình sống còn bao lâu nữa đâu. Cứ như thế, cũng giống như đức vua Vitasoka, em của vua Asoka, vua Asoka cho nên là vua 7 ngày, nhưng mà vì mắc cái tội là thừa lúc mà đức vua Asoka đi tắm, Vitasoka điện hạ đã mặc áo lông bào của vua, vua chụp lấy cái tội là tính xóa ngôi. Cho nên bây giờ nghĩ tình anh em, cho nên cho là vua 7 ngày, cứ mỗi một ngày như vậy đó thì cho người thông báo hôm nay đã hết một ngày, còn 6 ngày nữa đem tân vương Vitasoka xử trảm. Ngày nào cũng có người báo tin như vậy đó. Cho nên tân vương Vitasoka ngán ngẩm quá, đến nỗi mà ăn không ngon, ngủ không yên, không thể nào hưởng được cái hương vị đế vương. Hết 7 ngày, đức vua Asoka mới hỏi sao hoàng đệ, trong 7 ngày qua hoàng đệ làm vua có được hạnh phúc không? Thì điện hạ Vitasoka
mới tâm sự. Mình mỗi ngày được nhắc như thế đó, cho nên cái tâm không bao giờ vui được. Và Địa Hạ Quý Thích Sư Ca nói, nếu mà Hoàng Huynh mà tha tội chết cho đệ, đệ xin đi xuất gia. Ông vua Asuka chỉ cần chờ nghe được cái đó thôi, lập tức là ân xá cho Nguyên Thế Sục Á và đi xuất gia chính của A La Hán. Cho nên đức vua Asuka có người em trai là Nguyên Thế Sục Á cũng chính A La Hán, rồi có hoàng tử Mahinda cũng, và công chúa Sankhamita cũng là tỳ kheo, tỳ kheo ni chính A La Hán, cũng người ta cũng tốt phước. Thì ở đây nhắc lại cái câu chuyện của Điện Hạ Vitasuka để cho chúng ta thấy là chúng ta cứ đặt cho mình một cái giới hạn của cái cuộc sống, của cái mạng sống. Khi mà đặt cái giới hạn đó rồi thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ vượt qua được những cái nghịch cảnh hiện tại. Chúng ta cố gắng đi. Thì chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị ở trong cái bài kệ Pháp Cú số 5 ngày hôm nay. Mong rằng pháp mà chúng ta được nghe và những gì mà chúng tôi chia sẻ nó sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta vượt qua được những cái nghịch cảnh, nhất là cái sự thù hận trong hiện tại, để chúng ta tu tập đến đạt đến cái trạng thái an vui, cảnh giới nội tâm được hòa bình. Bài học thì cũng không có dài đâu, vì chúng tôi xin trình bày bao nhiêu thôi. Tiếp theo xin cung kính Hòa Thượng Giác Đẳng với Thượng Tọa Tuệ Quyền chia sẻ thêm ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú số 5 này. Nam Mô Phật Thầy. Xin cung kính Hòa Thượng. Sa thủ kính thưa Hòa Thượng Từ Siêu với pháp thoại vừa rồi. Kính thưa sư huynh đề nghị phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ đảm trách. Kính bạch chư tôn đức và thưa Phật tử, hôm nay chúng ta được học một câu kinh Pháp Cú, có lẽ là rất là quen thuộc. Và ngoài sự quen thuộc ra thì có lẽ là chúng ta nghĩ rằng cái ý nghĩa nếu nó thuộc về Phật pháp thì rất là dễ hiểu, không có gì phải thắc mắc nhiều. Nhưng mà trên thực tế để đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày thì đúng là làm nó rất khó hơn là mình nói thì dễ hơn nhiều. Bây giờ thì bước vào phần thảo luận, trước hết xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Và nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, thưa con. Sao thế? Dạ. Và Thượng Tọa Tuệ Quyền, chúng ta thấy rõ một điều đó là ở trong cuộc sống đôi khi cái thù hận lớn ấy, mà nó dễ để chúng ta vượt qua, ví dụ như là những cái tranh chấp do khác biệt ý thức hệ hay là giữa dân tộc này dân tộc khác. Nhưng mà người ta nói rằng những cái đụng chạm nhỏ trong đời sống hàng ngày, thí dụ như giữa những người trong một gia đình, những người sống trong một ngôi chùa, sống trong một tổ chức, những cái đụng chạm đó
xem ra nó không thể là, nó không phải là hận thù lớn, nhưng mà nó lại là những hiềm khích nhỏ mà lại rất là khó để xóa bỏ. Thì tôi có đồng ý quan điểm đó không? Tức là những hiềm khích nhỏ đôi khi nó lại nó ảnh hưởng chúng ta nhiều hơn là hận thù lớn. Xin cái thành ý kiến của thầy tòa thưa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Hòa thượng Sư Phụ Từ Siêu, Hòa thượng Nhất Đản, Tường Đạo Phật, Minh Hạnh, Đại Đức Tu Truy, Đại Đức Từ Đức, Sư Nguyên Thông, cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Về kính Hòa thượng thì quả thật thì ở trong cuộc đời này chúng ta gọi là nhiều khi nó như là một cái bàn tay sắt mà một nhung, hoặc người ầm ầm đùng đùng của vậy, chứ nhiều khi mà không có chuyện gì hết. Nhưng điều mà có thể nói đơn giản nhẹ nhàng nhưng ở đó để lại nhiều cái đau thương cho người. Nhiều khi người ta chửi, người ta mắng mình, người ta đánh đập mình, nhưng điều mà nhiều khi cái đó chúng ta cảm thấy nó đau đớn, cảm thấy nó buồn. Nhưng điều mà cái buồn đó rồi nó cũng đi qua. Nhưng điều có đôi khi những cái lời nói, đôi khi những cái sự buồn phiền mà nhiều khi chỉ một cái lời nói hay một lời cái lời chỉ trích, tuy nó đơn giản nhưng điều nó để lại nhiều cái đau thương. Chứ chuyện đơn giản như chúng ta nói đơn giản như là như những cái nó rất là trau chuốt, nó rất là nhẹ nhàng, nhưng khi mà hiểu ra thì nó rất là thống thiết. Cho nên đó là một việc, việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là nhiều khi á, cái sự những cái sự hiềm khích á, lớn lao, chúng ta cho nó lớn lao, nhưng sự thật nó không bằng những cái mà bình thường bình nhật giữa con người với con người đó. Có đôi khi chúng ta đụng chạm thì nó xem rất nhỏ, nhưng điều đó nó thuộc về những cái giá trị mà nhiều khi đó là cốt lõi, nhiều khi đó là cái sự sống của người ta, nhiều khi đó là cái lợi của người ta, đó là cái danh của người ta, hay đó là một cái danh dự của người ta, đúng hay cả cái đó là cái quyền lợi của người ta. Và rồi thì những cái sự đụng chạm đó tuy nó rất là nhỏ, nhưng điều nó sinh ra những cái sự thù hận rất là lớn, những cái sự đau đớn rất là lớn, lớn hơn là người ta ghét mình, thấy người ta thù mình thì biết rồi. Những điều có đôi khi mình làm mất cái lợi của người ta thì người ta đau đớn, hay người ta làm mất cái lợi của mình đau đớn, vân vân. Thì cái đó là những cái hiềm khích tuy nó nhỏ nhưng nó khó có vượt qua lắm. Chút chuyện đơn giản con người mà thí dụ như trên cái có hai cái bản năng xấu, đó là cái ganh tị, cái bọn xẻ và cái tật đố, cái sự so sánh mình phải bằng người cho tới hơn người, vân vân. Thì những cái đó với những con người đó mà thô tháo, như con người mà không có có mạnh bạo để gây nên những cái sự xung đột lớn lao đó, thì chúng ta cho nó là một chuyện rất là đơn giản, người được vượt qua. Nhưng điều có đôi khi cái chuyện rất nhỏ nhưng người ta lại là nó rất là khổ đau. Thì cái chuyện này nó quả thật là nó ở trong, nếu mà ở trong nội sự hay hoặc là những gì mà xung quanh với cái gì đó, có đôi khi cái người ngoài đó chúng ta thù hận, nhưng ngoài chúng ta không sợ, mà về nhà đó có những cái lời đai nghiến, có những cái lời trách móc đó, mà của người thân đó, thì chúng ta cảm thấy đau đớn vô cùng. Nó cũng như vậy đó, ra nhiều khi là sương gió bạc ngàn ở bên ngoài xã hội, nhưng khi đi về trong gia đình những người thân với nhau, nếu không khéo mà buông những cái lời trách móc hay là những cái lời xỉ vả, những cái lời bình phẩm đó, nó có thể là tạo nên một cái hiềm khích, phải nói là khủng khiếp, một sự đau đớn khủng khiếp cho người thân của mình. Đúng như vậy, họ không sợ ở cuộc đời, họ mạnh dạn đối diện với cuộc đời, nhưng khi đi về có người lại từ chối họ. Đây là ở trong cuộc đời xã hội này cũng vậy đó quý vị. Nếu như một con ngựa hoang
Nhưng khi nó đi về, đã ra, con người hiểu biết, thì giang một vòng tay để đón những con người thật sự không tốt. Bây giờ chúng ta cùng với tất cả để tạo cho người đó được tốt. Chứ nếu mà khi mà họ đi về, chúng ta có một thái độ, có ánh mắt nghi ngờ, có những cái sự hiềm khích đối với chính họ, thì họ đau đớn, họ gục ngã trên đó, và như là con ngựa hoang về tới bến sông rồi, những điều mà người đời đã xỉ vả nó, người đời nhìn nó bằng con mắt xem thường, thì quả thật nó rất là đau đớn. Thì đó là vừa có cái thái độ tích cực, con người thành đạt mà bị mất, hay là con người mà bị những cái tai ương, hay bị những cái tội phạm mà nó gắn vào mình, thì phải nói tuy nó rất là đơn giản, nhưng những cái sự đau khổ đó họ khó vượt qua được, hơn là cả những cái mối thù lớn lao ở bên ngoài cuộc đời của chính họ, ở ngoài đường đời đó, hay là với người sống ấy, họ không sợ, nhưng về người nhà, người thân thì lại là đau đớn. Đó, chính xác như vậy đó. Nhiều khi những cái hiềm khích nó, chúng ta cho nó rất là nhỏ, những cái lời nói, những cái sự trách móc cho nó rất là nhỏ, nhưng nó gây được cái sự tổn thương lớn cho người ta. Còn cái sự đối đầu với cuộc đời, với xã hội, những vũ khí, những gươm đao gậy gộc, những cái lời, những cái bạo lực, thì họ không sợ, thì hay hoặc họ có thể vượt qua được những cái ân oán của cuộc đời. Nhưng khi đi về với người thân, đi về với gia đình, đó chính là sự thật như vậy đó. Và có một cách khác hơn nữa là khi chúng ta tu, chúng ta dễ bị một cái, thí dụ như bây giờ là một cái người tu với nhau đi, mà chúng ta không nhìn nhận họ trên một cái đạo hạnh thôi, cũng là mệt mỏi, cũng là khó khăn, cũng tổn thương hơn là những cái gì mà gánh nặng lớn nhất đối với bên ngoài. Cho nên đứng từ cái nhìn của chính con, thì con thấy rằng là nếu như chúng ta tu, chúng ta biết, nếu như chúng ta hiểu biết á, ở trong cuộc sống, cuộc đời, ở bên ngoài, ở bên trong thì cũng vậy, nó cũng có những cái buồn phiền, nó cũng như cái khổ đau, mà nó không có cái nào giống cái nào hết, mà nó cũng như là coi ti nó đơn giản, nhưng điều khi nó nặng nề hơn. Dạ, thì đây chính là ý của con như vậy. Dạ, con kính tỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thưa kính trình Thị Tòa Tuệ Quyền, xin được hỏi quý Phật tử có thấy Sư Nguyên Thông hay là có vị giảng sư nào khác ngoài Thị Tòa Tuệ Quyền và chúng tôi đang có mặt ở trong room không? Tại vì chúng tôi đang dùng phone nên chỉ không có coi được. Nếu có vị nào, dạ vâng. Dạ. Nếu vậy thì để xin thỉnh Thị Tòa Tuệ Quyền khoan hỷ trả lời cho thêm một câu nữa, rồi phần còn lại thì sẽ xin đóng góp ý kiến. Thị Tòa Tuệ Quyền nghe được không? Nếu Thị Tòa Tuệ Quyền nghe được, xin Thị Tòa khoan hỷ trả lời thêm một câu nữa. Dạ, thỉnh Thị Tòa Quan Hỷ trả lời thêm một câu, rồi sau đó phần còn lại sẽ chúng ta sẽ đi vào đúng kết của bài học. Thị Tòa Tuệ Quyền, có nhiều người cũng rất muốn quên, rất muốn tha thứ và rất muốn bỏ hận thù, nhưng mà mặc dù mình muốn quên đi nhưng mà nó lại cứ nhớ, và mình không muốn thù hận nhưng mà cái sự căm phẫn nó vẫn có trong lòng. Ví dụ mình là một nạn nhân chẳng hạn, ví dụ như mình đang sống trong quốc gia yên bình rồi được khác đến xâm lăng mình, mà họ giết chết thân nhân của mình, họ gây quá nhiều cái đau khổ, mà mình không muốn hận thù không được. Thì trong những trường hợp như vậy, thì Tòa Tuệ Quyền có đề nghị nào để gọi là chúng ta có thể xóa đi những cái đau thương mà vốn mình không muốn có mà nó vẫn có? Xin kính thỉnh Thị Tòa.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta nghe rõ. Dạ. Quả thật thì nói đến cái hận thù thì có thể nói rằng là trong tất cả chúng ta hay là một cái sự bực bội khó chịu, những cái điều quan kết đó, thì mọi mọi con người nó có những cái quan kết, nó có những cái điều khó khác khác nhau đó, sự thật vậy đó. Mà bây giờ nếu như chúng ta cho rằng là nếu như thí dụ như chẳng hạn như là Hòa Thượng nói, bây giờ tự nhiên mình an bình mà mình mất đi cái sự an bình đó, tự nhiên mình được cái sự yên ổn đó, tự nhiên mình mất đi sự yên ổn là về trú xứ của hoặc là quốc gia của ta hay gia đình của ta hay nhà cửa của ta, người thân của ta, mà tự nhiên nó lộn xộn như vậy. Có thể nói rằng là nếu như chúng ta biết khéo một chút xíu thì nó đỡ hơn. Tức là sao? Nếu như chúng ta biết cách, nếu như là một người đó là một người học hiểu Phật Pháp, hay một người đó có một niềm tin chút xíu, thì chúng ta nói cho họ, đó xem như là chúng ta nói cho họ nghe về cái nghiệp quả một chút xíu. Không phải tự nhiên mà nó có, mà do cái sự, do chúng ta cho rằng tự nhiên chúng ta bị cái sự xâm lăng, hay là bị người ta coi như là làm hại, làm tổn hại tới mình, vân vân, thì nó đều phải là một cái nhân quả, phải nhân quả hết, thì chúng ta phải khuyên họ thôi. Thì cũng như là thường thường có nói là bây giờ nếu như chúng ta quan kết á, chúng ta quan trái, chúng ta hận thù với họ đó, thì cái sự hận thù này nó sớm gặp, không gặp kiếp này chúng ta không trả thù được họ thì kiếp sau cái thù đó nó cũng tới chúng ta thôi. Hay hoặc là chúng ta thù, chúng ta căm ghét người đó, không muốn gặp người đó, nhưng thương phải xa, ghét phải gần. Chúng ta sợ họ mà chúng ta căm thù họ, chúng ta ghét họ, nó không bằng chúng ta bỏ qua cho họ, chúng ta không quan tâm họ nữa. Mà lời Phật nói rằng là từ bi, từ bi thì sẽ xóa bỏ được cái hận thù. Ở đây chúng ta không phải từ bi, mà chúng ta vượt qua cái từ bi hơn nữa, để chúng ta không quan tâm nữa, để chúng ta xóa bỏ cái hận thù đi. Chứ bây giờ nếu như chúng ta một mình, chúng ta làm sao mà chống lại cả một đất nước? Nếu như chúng ta bị xâm lăng, chúng ta là kẻ yếu, họ là kẻ mạnh, rồi chúng ta cứ lấy cái yếu cái mạnh đó đó để mà chúng ta nói, thì nó rất là bất lợi cho chính ta. Mà khi như thế thì chúng ta lại ôm một cái khổ đau nữa, thì tại sao chúng ta sống không biết buông bỏ bớt đi? Câu kệ, đây là cái chuyện không phải của riêng mình, mà đó của là của xã hội, của đất nước, của cái nghiệp là nghiệp chung. Thì con thấy rằng là nên nói cho họ nghe về cái nghiệp lý chung. Và một điều nữa là chúng ta cố gắng làm những gì hết sức mình, nếu như để chúng ta bảo vệ, để chúng ta tránh né, để chúng ta có thể thoát qua được. Chứ còn thí dụ như chúng ta biết họ lăng, thì họ bằng súng ống, nó bằng vũ khí có thể giết chết hết tất cả, có thể giết người. Mà đối với thường dân thì chúng ta thấy những cuộc xâm lăng, những cuộc chinh chiến nào đúng sai gì ở trên chủ thiết, ở trên của từng con người lãnh đạo đó, một sự sai lầm hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đau thương, tức là những người ở chiến trường chết đi. Và sự đau thương lớn lao nhất đó chính là vợ xa chồng, con xa cha, đất nước đau khổ và lầm than. Những trận pháo đó nó đưa đến cái sự lầm than. Nhưng điều người ta đâu có suy nghĩ như vậy. Xưa và nay, những cuộc chinh chiến của ngày xưa, Na Lập coi như là thành các tư hãn Napoleon, vân vân, và cho tới cả coi như là chúng ta Tam Quốc Chí thời xưa luôn, Ngô Thục Hán Tần, vân vân, đều là mục đích xâm chiếm và lấn bờ cõi của mình,
nó rộng lớn tất cả mọi thứ, từ Đông sang Tây, rồi ngay cả lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy. Từ hồi thầy Đinh Lê Lý Trần cho tới ngày hôm nay, biết bao nhiêu là cuộc chiến, được cái gì? Nhưng chúng sinh là vậy. Thì nếu chúng ta chạy theo một cái chuyện của cuộc đời thì chúng ta rất là đau khổ. Không có nơi nào gọi là bình yên. Trên cuộc đời này không nơi nào mà bình yên. Phải đối diện với con người thì thôi, chúng ta nên chấp nhận cái nghiệp quả, đối diện với cái nghiệp quả đi. Thì đó cũng chính là chúng ta đưa lên một cái lý nó rộng, bây giờ chúng ta quay lại về lại thôi. Thì thôi, đối diện với cái nghiệp quả của chính mình. Bây giờ mình cũng không cần quán trách chi nữa, tại vì mình cũng gây nhân tạo quả. Bây giờ mình cộng nghiệp chung. Đó thì chính là như vậy. Còn nếu như từng cái cái gia đình mà tự nhiên mình bị mất cái gia đình, người đó đến để phá vỡ cái gia đình mình, phá vỡ cái sự đoàn kết, phá vỡ cái đoàn kết của tình huynh nghĩa đệ, của anh chị em, của người thân trong nhà, của vợ, của chồng gì đó, thì thật sự ra nó đều có một nguyên lý nhân quả hết, không phải tự nhiên mà người ta đến nói mà nó tan vỡ được, nói mà nó mất cái đoàn kết được, cũng chính là do chúng ta không thật sự còn cái duyên khăng khít với nhau, còn cái duyên để cùng nhau nối kết, cùng nhau chung sống, cùng nhau sinh hoạt. Đó là sự thật. Thì cái duyên thôi, chứ giờ chúng ta cũng không thể nào mà nói ngoài bay qua ngày ngoài cái đó được. Bởi vì còn duyên đó, thì nó hội tụ, mà hết duyên thì tự động phải tan. Cho nên vì vậy, ở trong cuộc đời nếu chúng ta suy nghĩ được như vậy đó thì nó nhẹ nhàng hơn. Chứ còn cứ mà oán hờn và rồi bắt đầu đưa đến cái chuyện biết bao nhiêu, rồi bắt đầu cái sự giận hờn, cái sự ghen tức, rồi xảy ra cái sự đâm chém, xảy ra một cái sự giải quyết họ, tức là người được kẻ mất, rồi người không được kẻ phải tù tội, người phải vướng lòng lao lý, rất là mệt mỏi. Mà trong khi tự nhiên chúng ta đang yên ổn, thế như thế, cho nên tất cả chúng ta nghĩ rằng mình đừng nên làm hại người, mình đừng nên lấn lướt người. Cái điều mà họ phá mình không phải tự nhiên họ phá, là người hiểu biết thì do nhân quả. Cho nên mình bị thì không có được yên ổn, tìm cái sự yên ổn nhưng giờ nó không được yên ổn. Nếu như chúng ta trả thù nữa đó thì gây thù chuốc oán nữa. Chúng ta biết đối diện với cái nghiệp cái quả của chính mình thì xem như là trả nợ cho đời, cho nó xong, để chúng ta trưởng thành hơn ở trong vòng luân hồi. Chứ còn nếu như mà cứ gây thù chuốc oán thì vờn nhau năm này tháng nọ ngày kia, đời này đời nọ, nó rất là mệt. Không phải tự nhiên mà người ta mang tới cho mình, tất cả là có nhân quả, tất cả có nhân quả hết. Mà nhân quả như thế thì chúng ta hiểu thật nhân quả, đó mới là một giá trị tu, mà cũng là một giá trị để trưởng thành, mà cũng là một sự xóa bỏ. Và chúng ta tự nghiệm, tự suy, tự xét, tự hiểu, tự biết, từ chỗ đó chúng ta trưởng thành được, từ chúng ta mới thành tựu được. Ở trong cuộc đời này khó tìm được cái sự tha thứ, nhưng khó tìm cái sự tha thứ của người khác đối với mình, thì mình hãy tự làm cái sự tha thứ cho người, thì cái nhân quả đó mình cũng sẽ được cái sự tha thứ, nếu như trong vô tình hữu ý gì chúng ta làm phải. Còn nếu như chúng ta không tha thứ được cho người thì ngược lại, rồi quý vị thấy mình có làm lỗi người ta cũng không tha thứ, đó là nhân quả. Rồi có những lúc mình tha thứ được, người ta không tha thứ cho mình, nhưng cái chuyện đó mình không cảm thấy nó bất ổn bất an. Cũng như bây giờ mình xin lỗi hai bên giận bực bội với nhau, xem như mình chấp nhận cái lỗi của mình, họ tự cao họ không chấp nhận cái lỗi của họ là chính kệ họ. Nhưng một người đã lui rồi. Cách đây khoảng chừng cũng thời gian gần
chúng tôi đi về Phật sự, có một gia đình, mình tiếp độ được gia đình từ mẹ, tất cả từ anh chị em trong gia đình, con cháu dù đều tin, đều hiểu, đều có niềm tin với Phật pháp hết, tất cả mọi thứ mọi điều. Khi có những chuyện phiền phức ở trong gia đình mà chị em mà muốn từ mặt nhau luôn, từ mặt chị em, từ mặt nhau, tức là không bao giờ gặp nhau thì không bao giờ ghét nhau đến đâu mà từ mặt nhau luôn, thì chúng tôi nhớ bà mẹ khổ lắm. Bà mẹ khuyên các con không được thì chỉ chờ sư phụ ra, để chờ sư phụ ra, để sư phụ thì mong sư phụ giải quyết cho được tốt thôi. Thì kính thưa quý vị, đó là một cái tạm gọi là một người chị và một người em, hai chị em với nhau bực bội khó chịu với nhau, không nhìn nhận với nhau gì hết. Thì khi cái giờ lễ, sau khi mà làm lễ trai tăng cúng dường, thì khi mà trong thời gian tụng kinh xong để chưa tăng nghỉ chút xíu, thì họ thỉnh chúng tôi, mẹ cái bà lão thỉnh chúng tôi ở lại, nó thỉnh sư phụ ở lại, con có chuyện bạch cái này. Thì bà vừa bạch lên là tình hình chị em nó như vậy, chúng tôi chỉ nói một câu như thế này: kiếp này là chị em, kiếp sau còn gọi là chị em nữa không? Đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, quý vị là những người Phật tử, vì biết tinh nhân tinh quả, biết tôn trọng cha mẹ, quý vị biết quý vị có một cái sự bất hòa như vậy đó, cha mẹ rất là đau khổ, từ quý vị đã làm nên cái điều mà nó không đúng. Và cái điều không đúng thứ hai nữa là mình là người có quy y tâm bảo, có tu tập rồi, mình biết tinh nhân quả rồi, mà mình đem ra mình có sự thù hằn, mình ganh ghét, tức là mình ghét với nhau, không đi cùng, không ăn cùng, không sống cùng, thì không nên. Và chúng tôi nghĩ rằng là quý vị nên vì một cái hiểu biết được Phật pháp á, thì mình phải biết buông bỏ, mình phải biết tu chút xíu. Thì quý vị lúc đó người chị đó cho mới quỳ lên: con sám hối mẹ, tụi con đã làm phiền lòng cho mẹ phải khổ, mẹ đã già cả lớn tuổi mà mẹ phải bận phiền vì con nhiều quá. Quay qua xin lỗi người em mình. Thôi chị xin lỗi em, nếu như chị có làm điều gì đó mà em quán, em hờn chị thì thôi cho chị xin lỗi. Thì lúc đó quý vị biết, thì người em lúc đó suy nghĩ một hồi xong mới xin lỗi chị. Thì sau khi mà cái đó nó hòa quẩn rồi đó, quý vị biết, chúng tôi mới nói cho người em nói: mãi mãi trong cuộc đời này cũng may là cô chấp nhận được cái lời xin lỗi của người chị, phát hiện kịp. Như điều cô nhớ đó, nếu mà theo vai vế đó, mình là em, mình xin lỗi chị trước thì chị nói lời xin lỗi với mình sau. Nhưng điều mà chị đã lui hết, chị vì cái gì? Vì niềm tin tam bảo, mình là một người đệ tử. Thứ hai nữa, vì tôn trọng kính mẹ. Cô biết không, trong cái việc đó, cái chuyện ai cũng cho là đúng hết, nhưng điều mà đứng trên cái này đó, trên Phật đó, cái tâm buông xả của cô nó chậm một chút xíu rồi. Cô tập cái tâm buông xả này đi, cho nên cô không có thể so sánh bằng người ta được. Kính thưa quý vị, ở đây chúng ta nói trên một sự câu thúc chấp đó. Dạ. Thì có thể nói rằng là để mà làm cho cái sự tình nó đơn giản hơn ở trong từng cái dấu vết của cuộc đời này, thì mọi con người phải đối diện với cái nhân quả, đối diện với cái sự thật, cái sự tình như vậy, và sau đó gia đình được mọi cái sự bình yên trở lại, và chị em được hòa thuận. Cái sự hòa thuận đó nó được kết nối bằng một cái gì? Bằng một cái thiện tâm. Mà một cái thiện tâm đó chính tất cả bằng thiện tâm, bằng một cái sự hiểu biết, bằng một sự cảm thương cho nhau. Mà chúng ta phải khéo dùng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng chuyện, đúng lúc thì nó kết quả tốt. Thì cũng vậy nữa, ở trong cuộc đời này không dễ dàng mà chúng ta tránh né được những cái sự mệt mỏi, cái sự
cái hiềm khích mà chúng ta dễ dàng mà chúng ta vượt qua được. Nhưng nếu khéo, hay hoặc là nếu biết buông bỏ, nếu biết xả chấp thì chúng ta vượt qua được hết. Tại sao như vậy? Bởi vì tại sao mà chúng ta đi đường xa mà chúng ta phải chấp, phải mệt mỏi cái đó? Mỗi khi nhớ tới tôi cảm thấy nó đau đớn, đau đớn, và tự mình giết chết mình chứ nó có chuyện gì? Quá là chạy khờ. Có nhiều người tu nói cái chuyện tu, nói chuyện ghê gớm, nói mình tu đại thừa, mình tu coi như là thiền quán, coi như là thấy chánh niệm tỉnh giác sắc tức thì không, hoặc là luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có tỉnh giác. Người ta làm mình chút xíu mình giận, mình hận, nói chỗ đó mà nói chuyện tu cái gì? Còn nói chuyện mà thí dụ như mình sống coi như phát nguyện Bồ Tát, rồi phát nguyện coi như là mình hiểu được cái lý đại thừa, tu tập cái đại thừa mà chút xíu thôi đã quên chào quên hỏi mình cái tự nhiên mất dạy, hoặc là đệ tử của ai không có lễ phép, không có lễ nghi, vân 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 và vân vân. Đó là sự thật tự chúng ta đã quá là sai lệch rồi. Mà mọi việc đó, chúng ta chỉ coi nó là bình thường thì mọi chuyện nó rất là nhẹ nhàng. Đó là cái gì? À, nhiều khi họ quên, hay là nhiều khi họ chào mình không thấy, đến khi mình phát hiện ra đó thì mình trông chờ. Chính cái trông chờ đó là cái sai rồi. Bây giờ người ta nhỏ hay lớn gì cũng vậy, mình cứ họ chào mình cứ chấp tay, và chấp tay mình cứ xá cứ chào đi, thì cái ngã của mình nó lớn quá thì vậy mà mình nói rằng mình tu, mình chánh niệm, mình tỉnh giác dữ lắm mà. Mọi chuyện cái người tu nó đơn giản nhất. Dù có cần thiết những cái sự buồn phiền phải đeo mang không? Tự mình giết chết mình chứ ai? Nhớ tới cái chuyện đó vậy mà mình nói xả chấp, bỏ dễ trong cái chuyện bình thường đó. Nhớ lại cái là bực bội, nhớ lại cái bực bội. Tại vì chúng ta không biết thương mình. Chúng ta không biết thương mình. Chứ sự thật ra họ nói qua rồi, rồi mọi cái gì nó như gió thoảng mây bay, họ cũng quên rồi mà tự nhiên chúng ta phải nhớ. Cái câu này suy nghĩ kỹ đi. Họ nói nặng lời ta, nhưng họ quên, chỉ có mình ta nhớ. Chúng ta luôn nhớ cái đó. Nhưng chúng ta có nhớ rằng có một người giúp cho ta, ta luôn nhớ không? Không. Ta mau quên được những cái sự giúp đỡ của người, những sự che chở của người. Khi chúng ta gặp phải những cái điều khốn khó, chúng ta không luôn mang cạnh bên lòng những điều cái sự bực bội, cái sự khó chịu của người khác, thì chúng ta bực, thì chúng ta rất là thấp kém. Nếu mà chúng ta tự suy nghĩ như vậy, đó cũng là một lý do chúng ta buông xuống. Những gì cần thiết đi đường xa không đem theo những gánh nặng. Ở trong cuộc đời này, đường xa của luân hồi cũng vậy, biết buông bỏ bớt nó nhẹ nhàng cho cái đời sống của chính mình, không có mang nặng, thì nó nhẹ cho cái thân này, cho cái tâm này, và nó cả cái tương lai trong vòng luân hồi. Dạ, thì chúng bạch hòa thượng, đây chính là vài lời cái ý nghĩa của con là như thế. Chắc chắn cần cái sự giải động của hòa thượng, và con kính hòa thượng quay trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Sa thủ kính trân thiều tòa Tây Quyền với câu thảo luận vừa rồi. Bởi vì ở trong lớp không có vị giảng sư nào khác nữa, nên thì chúng tôi xin được tiếp lời của Hòa thượng Tề Siêu và thiều tòa Tây Quyền để có thêm một đôi điều chia sẻ nhân bài kệ pháp cú ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu kinh mà chúng ta vừa được học: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Câu kệ này là một câu Phật ngôn rất là quen thuộc, được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong các pháp của chư tăng
cũng như là những sách vở nhắc về cái tinh thần từ bi hòa bình của Phật giáo. Có lẽ vì quá quen thuộc, đôi khi chúng ta lại không có dành thì giờ để suy tư về điểm này. Thứ nhất là chúng ta phải nhận là những luôn luôn cái hoàn cảnh có thể tạo nên ở trong cuộc sống hôm nay và trong một luân hồi. Khi mà chúng ta suy nghĩ về điều này thì chúng ta nhận ra ngay một cái nhu cầu rất là cấp thiết. Làm sao tình trạng như vậy? Ví dụ như ở tại châu Âu, người ta nghĩ rằng sau Thế chiến thứ hai, với những bài học mà nhân loại học được và với những cái củng cố về chính trị, xã hội, kinh tế của châu Âu, thì không bao giờ có trường hợp một quốc gia này xâm lăng quốc gia kia và tạo nên những cái nghiệt ngã, những cái thảm sát kinh hoàng mà chúng ta đang biết về cuộc chiến tại Ukraine. Nhưng mà điều đó vẫn xảy ra. Nó nhắc cho chúng ta thấy rằng những đinh ninh trong đời sống, những cái nhìn đó thường là rất là chủ quan. Chúng ta hoàn toàn nghĩ rằng chuyện nó xảy ra ở đâu chứ không ở đây, xảy ra với ai chứ không xảy ra với chính mình. Nhưng mà kỳ thực thì những cái khả tính mà sự việc nó xảy ra ở nơi này hay nơi khác, đối người khác, đối mình thì luôn luôn có, chứ không bao giờ có một cái gì để bảo đảm rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Do vậy những cái quan kết hận thù, ngay cả bản thân của chúng ta không muốn, bản thân của chúng ta không kịp, nhưng rồi nó đến, và đôi khi đến một cách bất chợt ngoài cái ý nghĩ của mình. Thì thưa quý vị, điều đó đó vẫn là điều mà chúng ta phải chuẩn bị, không phải chuẩn bị tâm lý mà chúng ta còn phải chuẩn bị cho cái sức mạnh nội tại. Và từ sức mạnh nội tại đó, chúng ta đủ cái khả năng đối diện, đương đầu và vượt qua. Thì thưa quý vị, trong bài kệ này, khi mà chúng ta đọc lại đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng có hai cái góc nhìn. Cả hai góc nhìn này đều quan trọng, mà chúng ta phải có một cái định đặt khác nhau. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Thì ta đọc câu này đó, nó có hai góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất đó là cái thực trạng ở bên ngoài, và thứ hai là cái tâm thái của chúng ta đối với nghịch cảnh. Chúng ta phải chia làm hai là bởi vì có nhiều người đọc câu này thì nghĩ rằng Đức Phật dạy nếu chúng ta sống bằng tâm từ thì chúng ta có thể khả năng hóa giải tất cả những hiềm hận trên thế giới này. Thí dụ như chúng ta có thể nói rằng nếu người Ukraine họ không sử dụng cái vũ khí của phương Tây và họ không có đánh trả lên người Nga, và họ đem tâm từ đón nhận người Nga, thì họ sẽ không cứ gặp cái hận thù người Nga và họ hóa giải tất cả. Đó là chúng ta nói về ở bên ngoài. Và nhiều người không có đủ niềm tin với điều này, thấy rằng mình sống tử tế với người khác chưa chắc là người khác tử tế với mình. Mình sống hiền hòa chưa chắc người ta đã đối xử với mình bằng sự tử tế. Và đôi khi người ta còn lợi dụng sự tử tế hiền hòa của mình để gây ra tổn thương nhiều hơn là chúng ta có thể hóa giải được. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ có một lần chúng tôi nghe một câu nói của một người, là một người thôi, vị này nói một câu nghe rất là nghi ngô, nhưng mà cũng không phải là một câu nói hoàn toàn vô lý. Vị nói là
khi bị người ta đánh á, mà cái chuyện từ bi thì là chuyện hạ hồi phân giải. Nếu mình không đập lại người ta thì mình bị sưng mặt. Ý vị này nói rằng cái chuyện từ bi là một câu chuyện nhàn đàm, là một câu tà trà dư tưởng lộ. Nó không phải là câu chuyện thực tế mà chúng ta áp dụng được. Nó gọi là câu chuyện hạ hồi phân giải. Nhưng lúc ta đánh mình lại thì mình bị u đầu lỗ trắng. Thì câu nói không phải là một câu nói mà nó có tính cách là bôi bác gì, nhưng mà quả thật đó là một cái thực tế mà có nhiều người đối diện. Tại trước nhất là qua cái câu nói là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên là cái sự vô hại của chúng ta đối với này có đủ cái khả năng tranh dựng là câu hỏi thứ hai là chúng ta nhìn từ một góc cạnh khác, bất kể là ở bên ngoài ra sao, nhưng mà nếu trong lòng của chúng ta mà xóa đi cái niệm, xóa đi cái ác niệm của trả thù, trả đũa, thì chúng ta có thể khiến tâm tư của chúng ta được an bình, được thanh thản hay không? Thì thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn từ cái góc cạnh nội tại đó, thì ở đây là một điều khó làm. Nhưng mà nếu làm được thì quả thật là chúng ta rất dễ, rất dễ để xóa đi cái hận thù trong lòng mình. Nhưng mà còn cái nhìn ở phía bên ngoài đó, liệu rằng bằng tâm từ chúng ta có thể xóa đi cái quan kết từ bên ngoài hay không? Thì dường như đa số chúng ta có rất ít niềm tin về điểm này. Lâu lắm chúng ta mới nghe một câu chuyện mà hận thù. Thưa vị, một ở trong những thành phố mà đẹp nhất ở trên chúng tôi được đến thăm đó là thành phố Cape Town của Nam Phi. Và từ thành phố Cape Town nhìn ra khơi á là Robben Island. Chúng ta có thể nhìn hòn đảo ở ngoài khơi. Ở trên hòn đảo Robben Island đó lại là một nơi chứa đựng cả một cái trang sử bi hùng của thế giới này. Trong thời kỳ apartheid, tức là thời kỳ mà cái chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc đang ngự trị tại đất nước Nam Phi đó, thì Robben Island là một nhà tù khổng lồ. Và đó là nơi mà người ta giam những tù nhân chính trị. Và trong số những tù nhân chính trị đó có ông Nelson Mandela, người lãnh tụ của mặt trận tranh đấu vì bình đẳng chủng tộc của Nam Phi. Thì thứ gì, Nelson Mandela bản thân ông là một luật và là một nhà lãnh đạo có nhiều uy tín. Nên chi chính quyền Nam Phi thời giờ là dưới cái sự lãnh đạo Mobutu đã bắt Nelson Mandela và đẩy ra đảo. Điều mà họ làm là họ muốn dùng cái hình thức khổ sai. Ông bị kết án chung thân khổ sai và hình thức khổ sai mà rất là tàn nhẫn, là họ bắt ông ra bãi biển để gom thu những cái rong biển vào buổi chiều khi mà trời đã lạnh, và với một chiếc áo mỏng manh rất lạnh trang thì họ bắt ông đi đập đá. Và chính cái đá trắng cùng với ánh nắng đã làm cho cái thị lực ông bị hỏng rất nhiều. Ngay sau này khi ông làm tổng thống thì ông phải chữa trị rất là nhiều. Và cái sự đầy đọa khổ sai
mà chính quyền Bồ Tát dành cho ông Nelson Mandela. Vậy nên ngay thời điểm đó ông đã viết những bức thư cho những đồng đội của mình, là những người cùng với ông để tranh đấu cho bình đẳng chủng tộc ở tại Nam Phi. Ở trong đó ông có biết một câu mà đi vào lịch sử, đó là chúng ta không phải chỉ tranh đấu cho người da đen hay những người da màu, mà chúng ta sẽ tranh đấu một cuộc sống bình đẳng, tự do, an bình cho tất cả người dân ở tại Nam Phi này, cho dù đó là da đen, da trắng, da màu. Thưa quý vị, chính vì cái tinh thần sống vì tất cả và không có phân ranh giới, cho dù ông đang bị đặt ở trong một hoàn cảnh của bên này chống bên kia, và cái tâm lượng vĩ đại đó đã đưa ông đến chỗ thành công và sự ra đời của một đất nước Nam Phi và chấm dứt cái chế độ kỳ thị apartheid. Câu chuyện đó là một trong những sự rất đẹp của nhân loại, nhưng mà lại là những trang sử rất là hiếm. Cái khả năng vượt lên trên tất cả những cái tranh chấp hiềm hận giữa bên này và bên kia không phải là chuyện dễ, nhưng mà chuyện nó có thật. Và cái nhìn của Nelson Mandela là một cái minh chứng cho câu chuyện đó, rằng hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nhưng mà thứ gì cũng như là câu chuyện của Thánh Gandhi và một vài câu chuyện hiếm hoi khác trong dòng lịch sử của nhân loại, chúng ta rất là hâm mộ và chúng ta xem đó là một trong những kỳ tích. Nhưng mà kỳ thật thì trong đời sống hàng ngày, con người không có nhiều niềm tin về điều đó. Bởi vì một khi mà mình cố gắng hạ mình, hạ giọng, nhường bước tử tế mà mình không đạt được kết quả, thì chúng ta mất niềm tin. Và chẳng những mất niềm tin, mà mặc dù chúng ta là con Phật, đọc lời Phật dạy, chúng ta có cái tâm kính ngưỡng đối với những điều đó, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ rằng sự việc đó chỉ xảy ra với ai đó ở đâu và ở trong truyền thuyết, chứ thực tế thì không có. Chúng tôi có biết một vài người, thưa quý vị, là cựu quân nhân ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75, và những năm tháng dài trong trại cải tạo bị đày đọa, rồi sau đó được bảo lãnh qua Mỹ với viện HO. Khi qua đây sống một thời gian thì những vị này lại có một cái nhìn khác á, là cuộc chiến qua rồi, những cái tranh đấu về ý thức hệ nó không cần thiết nữa, và những vị này đã trở về Việt Nam thăm quê hương, thăm thân nhân. Nhưng mà khi mà những vị này về Việt Nam vào ngày 30 tháng 4, thì người ta lại có những cái lễ hội tưng bừng để mừng cái ngày chiến thắng. Và trong cái luận điệu nói về chiến thắng, thì người ta lại khơi lại một dấu vết đau, là người miền Bắc đã giải phóng cho người miền Nam. Mặc dù người miền Bắc á, hận thù người Mỹ bỏ, đã làm cho gây cái cảnh chết chóc miền Bắc, nhưng người miền Bắc lại không có bao giờ hiểu được những cái nỗi đau thương mà người miền Nam phải gánh chịu. Người miền Bắc hận thù khi mà bị bom đạn, nhưng người miền Bắc không hận thù thấy rằng cái chiến tranh Việt Nam là do người miền Bắc tạo nên. Nên chỉ những cái lời ca ngợi vì chiến thắng 30 tháng 4 đã khiến cho những người HO này, khi họ trở Việt Nam đó, họ cảm thấy vết thương nó lại rỉ máu một lần nữa, để vì có thể xảy rất là thường. Cũng như là những người Ukraine hôm nay, thưa quý vị,
cho dù rằng họ muốn sống yên bình giữa Âu Châu, họ muốn xây dựng lại đất nước mà đã bao nhiêu năm bị đọa đày từ cuộc cách mạng Bolshevik cho đến năm 1992. Nhưng mà người Nga đã không đi yên cho họ. Người Nga luôn luôn đánh các nước láng giềng ở chung quanh để tạo dựng nên những chế độc tài như Belarus. Họ muốn lũng đoạn các nước nhỏ để họ tiếp tục được chi phối, được cai trị. Và họ muốn đặt lại một chế độ bù nhìn ở tại Ukraine để thống thuộc nước Nga. Thì đã đưa ra cho dân Nga, dân Ukraine một cái thảm trạng như chúng ta thấy, với những cuộc thảm sát ở khắp nơi, không phải chỉ Putin, mà bây giờ người ta thấy rằng những vùng khác nó lại còn có những cái cuộc thảm sát tập thể còn khủng khiếp hơn nữa. Những điều đó nhắc cho chúng ta thấy một điều, đó là một cái lý lẽ rất là tự nhiên của cuộc sống, đó là cho dù chúng ta muốn hay không muốn thì chúng ta cũng phải đối diện với những điều trái ý nghịch lộc ở trong cuộc đời này. Như cụ Nguyễn Du viết là nó không phải chỉ đau đớn ở trong, mà nó còn đến cái mức độ hận thù ở mức độ khốc liệt hơn là cả cái niềm thương cảm ở trong lòng chúng ta. Thì thứ giờ nó lại đi dẫn chúng ta vào một cái chiều sâu hơn của tâm thức, đó là cái nội kết, đó là những cái quan nghiệp mà chúng ta tiếp tục có trong tâm tư của mình. Những hận thù khiến cho chúng ta cảm thấy nóng mặt, khiến cho chúng ta cảm thấy nhói lòng khi mà chúng ta nghĩ đến tại người này đã gây cái oan nghiệt cho mình như vậy, tại sao người đã tạo ra những đau thương cho mình như vậy. Và những cái nỗi nghiệt ngã nó đã khiến cho chúng ta mất phần lớn thì giờ của cuộc sống, kể cả chúng ta mang vào trong giấc ngủ những trằn trọc, những bực bội, những cay đắng, và chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên bởi vì điều này. Thì thưa quý vị, bài kệ ngày hôm nay chứa đựng Phật ngôn, mà ở trong đó Đức Phật có lời khuyên chúng ta. Nó không khó hiểu về kệ ngôn này, không khó hiểu về văn tự đâu, nhưng mà lại là một điều rất là khó thực. Nếu chúng ta muốn thực hành lời Phật dạy thì có lẽ là chúng ta phải suy nghĩ, phải nhìn ý nghĩa này qua một số góc cạnh khác. Như khi nãy chúng tôi có đề cập, đó là phải có đủ cái sự chuẩn bị tâm lý về sự việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với chúng ta. Nhiều khi mình không đụng chạm đến ai, nhiều khi mình chỉ muốn xin được bình yên thôi, nhưng mà không chắc cuộc đời đã để cho mình sự bình yên đâu. Không chắc những cái nghiệp quả quá khứ mà nó tự dưng trở về và nó tạo nên những đau thương trong cuộc sống mà chúng ta không ngờ được, chúng ta không có hiểu hết về quá khứ. Và rồi nó cũng là một cái bản chất cố hữu của cuộc sống. Có sống thì có tranh chấp, có sống thì có ganh ghét, có đố kỵ, có sống thì có nhiều khi người ta không đụng chạm đến mình, nhưng mà rồi do sự ganh ghét đố kỵ là mình lại đụng chạm người khác, hay là người khác đụng chạm chính mình. Có đôi khi có những người mà họ bị những cái tai vai họa gởi vì lý do là họ đẹp, vì lý do là họ giàu, vì lý do là họ thông minh, vì lý do họ thành công. Và với những điều này đó khiến cho họ bị ganh ghét và bị mang họa, là vì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen chẳng hạn. Thì như vậy những cái hận thù oan ca cái nghiệt ngã trong cuộc đời nó không nhất thiết đến từ cái cuộc đối đầu, nó không nhớ đến từ cái lầm lỗi, nó không đến từ cái gì mà chúng ta gọi là khiêu khích cuộc đời,
và có nhiều khi nó đến tự nhiên, ngay cả nghiệp quá khứ. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần ý thức. Cái ý thức này rất là quan trọng, bởi vì cái ý thức đó nó sẽ làm hạ nhiệt đi cái hận thù của chúng ta. Và thứ gì, một điểm khác mà chúng ta nên ghi nhớ, đó là một cái người tu đó là phải có một cái chiến lược cho cuộc sống. Đó là làm gì làm đi nữa thì mình phải có một cái hậu cứ, phải có một cái bản địa, và trong cái hậu cứ bản địa đó nó phải đủ bình an. Giống như là bị tướng ra trận, khi mà chạm trán đánh nhau với giặc thì chuyện khác, nhưng mà trở về hậu cứ thì chúng ta phải có một hậu cứ an toàn. Cái đó đạo Phật gọi là cái bản địa. Bản địa tức là cái vùng đất, một cái địa bàn mà thực sự an ổn mà chính mình có thể nương náu được. Nếu mà tất cả mọi lĩnh vực, tất cả mọi cảnh giới của cuộc sống đều là trận chiến hết thì chúng ta sẽ rất là thê thảm. Mình cứ tưởng tượng đến người lính mình, quân lính mình đã đánh trận mà không có bản địa là chết rồi. Và như là những lính Nga kéo vào Ukraine, kéo đi vào cả mấy trăm cây số mà không có hậu cần, không có hậu cứ thì vừa đói vừa lạnh thì chết rồi. Thì người lính đánh trận luôn luôn là phải quan trọng cái hậu cứ. Cái hậu cứ là nơi an toàn để chúng ta rút về, không thể biến cả cuộc sống trở thành một cái trận chiến được, trở thành mặt trận được. Phải có tiền tuyến, phải có hậu phương, phải có tuyến đầu và phải có hậu cứ. Đó là điều mà chúng ta rất cần, rất nên làm. Và cái cứ điểm mà an toàn đó là đời sống nội tâm của chúng ta. Quý Phật tử sáng nay vào trong lớp học muốn được nghe pháp, nghe với sự lợi lạc, nghe với sự thanh thản, thì chúng ta bắt buộc phải có một cái tâm tư không hận không thù. Cứ tưởng tượng mình vào đây mà cái tâm mình còn giận người này phiền người kia thì thật ra chúng ta không có nghe pháp được tốt. Chỉ có một cái bản địa đủ tĩnh lặng, đủ an toàn, đủ tách biệt với ở bên ngoài đó thì nó mới giúp cho chúng ta hồi phục nội lực, giúp cho chúng ta có đủ cái khả năng tịnh tâm định trí, mới đủ cái khả năng để chúng ta đặt lại cái nhìn của mình. Thì thưa quý vị, Đức Phật này dạy chúng ta là thỉnh thoảng chúng ta phải tự hỏi rằng mình có hận thù hay, và hận thù như vậy đó nó có lợi gì cho mình, hay là những hận thù đó nó tạo nên những độc tố chung cho thân thể, nó tạo nên áp huyết, nó tạo nên lét bao tử, nó tạo nên những cái âu lo băn khoăn trằn trọc khổ sở. Chúng ta không có một nụ cười hồn nhiên, chúng ta không có một đời sống thanh thản, chúng ta không có khả năng trầm lắng để nhìn những cái hoa đẹp bên vệ đường, chúng ta không có đủ tâm tư để thưởng thức một câu thơ, không có đủ cái sự trong sáng để đón nhận ý nghĩa căn sắc hay. Chúng ta sẽ mất mát rất nhiều khi mà chúng ta hận thù. Chúng ta mất mát rất nhiều khi mà chúng ta tự cột mình vào trong những cái quan cái cuộc đời. Và chúng ta phải nói với chính mình rằng nếu mình không có một thái độ rõ ràng như vậy đó thì chúng ta sẽ đi từ cái quan kết này tới quan kết kia, đi từ quan cái này quan cái nọ, không bao giờ chấm dứt. Và khi mà mình thấy cái thái độ của chúng ta mà khiến cho cái niềm hiềm hận không bao giờ chấm dứt được, thì đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng hận thù không thể diệt được hận thù. Một nhà thơ Phật giáo Việt Nam á, ông dịch cái bộ Kinh Pháp Cú bằng Thi Hóa là nhà thơ Phạm Thiên Thư, thì ông là dịch thoát đi cái câu kệ này, ông chỉ thoát bằng cái câu gọi là lửa không dập được lửa, thù không diệt được thù. Nhưng mà chúng tôi thấy câu đó cũng ý vị, nhưng mà thật ra ở đây thì người ta có dùng lửa để người ta diệt trừ lửa, thì quý vị như lửa cháy rừng á, họ dùng một cái loại lửa họ đốt cho nó ngược lại để nó chặn cái lửa đi, thì gọi là lửa không diệt được lửa. Thì
cái câu đó xem ra nó, nhưng mà đại để chúng ta nói rằng cái chân lý muôn thuở là hận thù, không thể diệt được hận thù. Chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng hận thù, chúng ta tiếp tục chấp nhận hận thù là lợi khí của mình, hận thù là sức mạnh của mình, hận thù là lẽ sống của mình, hận thù là cái gì mà chúng ta muốn thì suốt đời chúng ta sống trong hận thù, và hận thù sẽ không cho phép chúng ta được sống thanh thản. Tại khi mà chúng ta nói rằng hận thù, việc hận thù đời này không thể có, từ bi việc hận thù là định luật chiến thu đó, thì thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn ở góc cạnh mà Đức Phật ngài dạy là chính hận thù ở trong lòng không hóa giải được hận thù, thì chúng ta phải đổi sang một phương cách khác. Nếu quý vị nào sang London bên Anh Quốc có một đài tưởng niệm ở gần Victoria Station, ở tại đó đó họ có một cái đài tưởng niệm 6 vị nữ tu người Anh ở trong đề nghị thế chiến. Khi mà những nữ tu này ở bên Mỹ đó đã cố gắng để trị thương cho những người lính Mỹ, và cuối cùng bị quân Đức bắt được, và Đức Quốc xã tuyên bố tử hình 6 vị nữ tu này. Và khi 6 vị nữ tu này bị đưa ra chỗ pháp trường để xử bắn á, vì cái tội là đã dám liều mạng để trị thương cho những người lính Mỹ đó, thì một vị trong những nữ tu đó nói với những người nữ tu khác rằng chỉ có sự tha thứ, không có oán thù mới trả chúng ta trở về với sự thanh thản thực sự. Và sau lời nói đó thì những nữ tu khác đồng ý, và những phát súng của Đức Quốc xã đã hạ gục những người này. Tuy nhiên những người chứng kiến cái cuộc sống hôm đó đã ghi lại những lời của nữ tu này, và người ta đã làm một cái đài tưởng niệm ở tại London. Điều đó có ý nghĩa rất lớn ở trong cuộc sống. Đức Phật ngài có dạy chúng ta là nếu chúng ta đi buôn á, bằng cướp đánh mình, thì nên bỏ những cái tiền bạc của cải để giữ cái mạng sống mình. Nhưng mà nếu họ đánh ngập mình thì dùng tay chân để bảo vệ cái mạng mình. Mà nếu tay chân giữ không được mà cái mạng phải mất đi, thì cái còn lại mình nên giữ là cái tâm của mình. Thì trong một cái suy tư hợp tình hợp lý nhất của cuộc sống là mỗi chúng ta phải có cứ, và cái bản địa đó là một nội tâm không hận thù, và chúng ta như vậy là chúng ta một kẻ thù, thì cái gọn cả điều này với khả năng một chính không ai bình điều đó. Và đừng bao giờ kinh tế tất cả chúng con kính ngài cần bích trở lại ạ. Dạ thưa quý Phật tử, chúng tôi không biết là chúng tôi bị gián đoạn bao lâu, nhưng mà chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư tông đức đã vào room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn tương bộ và bị giảng sư là từ tòa Pháp Tân. Chúc tất cả một ngày ăn một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Giả. Chúng con kính trương hòa thượng Giác Đặng.
sa thú lành thay. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn những giáo nghĩa chi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hành lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất